nông sản phiết đại quạt khai ở lớp miền đường ngôi tiệt đại sông chúng mình hẹn mấy bạn bàn 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 trái và chia chân thứ mấy được việc và chia chân chặt cả nông miền ca này non thì đôi mẹ ai bàn trái thì chia chân thứ mấy thì chân trái lên trái tê làm bấy cầm ơi cô sở phiếu cá về tâm năng lực đó ai tranh pi là bóp lon non từ bằng ôn chủ nghĩa vì lòng bình tấn mình lót to su về miền mía kia về miền vì lấy chất tăng về miền lạc ca ai say thằng anh đi bằng ôn tranh tự may ở toàn vô thế ai không được phiền lùng ba khi sắp tân tích có ai tới đòi rồi tới tạm kỳ tạm cả cái cú bị nô hình chân đôi khi nấy cái bàn chai sân bàn chai đầm bấy ấy đầm bấy thằng còn ai ở bóng ôn đã tới bị trông tới đi tới tua khó tới khang rất mai tôi có tới cái nô về tới chưa bao ở đây vì thế miền là cam âm âm một tháng đã cái lớp to su hái cái lớp yểu miệng kia trả đại hái còn cù cá còn cá bạch giáp cá thằng ngắt ấy chân miền là phần năm thế cá bay chay mềm bay chay đại sao sọc phơ mới ở đây thầy cô cá sao ban à cứ tha bong ôn chùm liên mình men cho thế sao xong rồi việc làm đo tiền đấy. Ở tốc ống là tam đại thọ lư hàng cá cái tha tầm mốc cư miền cá cặp tầm lạp và chỉ chun tràn này. Để cho hai đầu quấy ban chia lục ống phố phố còn miền cá chưa chịu được khang lấy từ lư tầm mốc. Nè, xong chuẩn bị việc cả người lạc khả năng thì sẽ mua ngay cho là mà có mà cứ đo kê là nhà tới hàng đất ngon cần đá ăn nguyên con cho cái nơi mình tay của đi con toàn toát á nơi lương đây cung phía rừng đồng bằng đã học đôi chứ này cái anh na đã miên ca rồi viết liệt tranh vì miên kia thua tớ lúc bà có đòi nguyên tập năng lên đầy xuống trở tới từ đó phân biệt lưu tầm một ai hai ấy ban chưa có phân biệt lưu tầm một vì vua tòi priếp thiếp tây nâng kama vi ba tam mu lật tham tam phu phía ấy trên trên đường ốc cứ tầm mốc quật sạch căm chiên kì hai có miền trung hồ mối ai kể đi Việt Nam chắc bác lo ớt miền cả nhâm ấy chờ môi Việt Nam đi vì vô lúc vua chí đế vậy ẩm lăng Việt Nam nơi cực cả ai nữa nơi Campuchia vẫn là tầm mốc ớt vì vua từ nhâm cả nhâm chờ môi ẩm lăng Việt Nam nơi đi anh ấy trong khăn á trong cuộc bồi bổ hai ta ai kể đi người cha cá nay về cứ tha ai kể đi phi Việt Nam chia sầm khăn
Hãy giang tiết tam mục có sắc cắm có miền thuê đây miền thuê ở vụt chẳng chẳng gì một ca chùm non năm mùi quan của muôn rồi học sắp rầm bay là bao cha to su ở vụt có tam mục cứ phung phía nhiều đây là bao tam mục tận đá mà vút bị khen lục lần nó đó ban cha như thế hai con ca to su pram chanam có khang nhiều đây là bao tam mục miền phơi ở vút chưa ăn như thế đôi chân này Pol Pot có sầm lăng mưa tà mốc khơi thả chia nạn đất no muối để tranh mong vì cả sẽ có nì hai đại nom ơi có chưa lư tà mốc hai tà mốc ăn miên vì đồ vốn sợi nhì ấy đi lưu trăng nắng chùm hô cọt chùm hô sơ lập hoa cọt trăm trăng bất nà ta tha cọt mình đăng chùm nơi khăn chùm nơi sao rồi bỏ ta mốc vậy cọt đắng ô xí ở tia hoa khnông ca nì dây lên vì tà mộc rư nông ca co sang tà mộc bên tổ chung co sang khi niềm ở đông đó Pol Pot tì muối nì dây vì chẳng nói khăn ở bộ tà mộc cứ càng nghe chạy sài phương chạy sài và dứt sạc khăn mình chết lên xíu mấy cả một mình chết lên xíu mấy vì sầm khiêm còn mình nơi xíu nên là phê có sang và tích có sạc cầm và là tí phí có đăng trong nơi xáu trong nơi xáu Pol Pot mình đã nghỉ dễ ở trong ha cặp sầm lăng ấy chẳng nghe còn ta nhìn dưới ông bí thả ta trời dông cho tục đắc ông bí thứ sự đây bắt đầu quát bằng tình ô tì hò ta mốc gọi mình chôn chân sụp hấm gọi đang ông bí vay mà ra vô thiên vay sụp hấm mà vẫn đối chiếm an trường địa ấy và cất chiếm miếng kia sâu thâm